Đây là một buổi học hỏi rút kinh nghiệm trước, trong và sau khi phối giống cho bò cái ở Tổ hợp tác Bình An, xã Nghĩa An, huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai. Tổ hợp tác Bình An xuất phát từ nhóm chung sở thích chăn nuôi bò. Các tổ hợp tác thì được tổ chức đi tham quan các mô hình, rút nhiều kinh nghiệm chứ. Kinh nghiệm là đi về cách chăn nuôi, cách là bố béo nè, bò cho ăn một ngày là bao nhiêu lượng đạm cóm của nó nè, bao nhiêu cho hộ kia mình cứ cho ăn cỏ không. Hiện tại trong tổ hợp tác có 6 hộ nuôi chuồn quế với diện tích 330 m², một phần để sử dụng, một phần khác để bán với giá 25.000 đồng một kg. Hiện cả tổ có 75 con bò với diện tích trồng cỏ khoảng 7 ha, hàng năm xuất bán ra thị trường từ 10 đến 12 con các loại với giá từ 12 triệu đến 15 triệu đồng một con. Học hỏi người ta là người ta mua máy về bấm cỏ ra, được gọi là mình tiết kiệm được cái cỏ, tạo cho bò nó dễ tiêu hơn, nó cũng bò nó phát triển mạnh hơn. Thứ hai nữa là bên tổ cũng được hỗ trợ cái máy làm cám đấy, và sau này thì nói chung cái máy sẽ được sử dụng để làm phân trun quế. Ngày xưa thì nuôi cùng số lượng ít, nhưng mà giờ nói chung là các tổ viên cũng đã đầu tư vốn và để chăn nuôi số lượng bò nhiều hơn. Một khối phân bò bình thường thì nó cỡ 500.000, cho khi chúng ta cho con giun nó ăn thì khi nó thải ra các cái chất dinh dưỡng vào trong phân đó thì cái giá trị nó gấp 6 lần. Với mục đích xây dựng chuỗi liên kết giá trị phát triển bò thịt, thuận tiện trao đổi thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường, giá cả, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập hai tổ hợp tác chăn nuôi bò kết hợp nuôi chuồn quế tại hai xã Nghĩa An và xã Đông, huyện Cơ Bang. Các thành viên trong hai tổ hầu hết là những người chung ngành nghề, chung sở thích. Việc học hỏi áp dụng kỹ thuật tăng chất lượng thịt, tăng sản lượng cùng với đầu ra ổn định giúp các thành viên có thu nhập tốt hơn. Bán ban bò nghé nuôi được 6 tháng, hơn 6 tháng. Bình quân là khoảng 12 triệu đến 15 triệu một con. Cho ăn thêm thức ăn thực phẩm với đồ cỏ kia thì nó nhanh lớn hơn, phát triển nhanh hơn. Khoảng trước kia thì khoảng 10 tháng đến 1 năm thì mới bán được số tiền đấy. Ở huyện Cơ Bang của tỉnh Gia Lai là một trong những địa bàn mà rất thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò, đặc biệt là bò lái. Thì sản phẩm bò lái cũng đã có thị trường hỗ trợ hội viên nông dân bằng các cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và tiếp cận vốn ủy thác của ngân hàng chính sách, rồi là vốn của ngân hàng nông nghiệp để tạo điều kiện để bà con có vốn sản xuất. Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây na dai. Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tập hợp những hộ nông dân có vườn trồng, mong muốn cùng hợp tác sản xuất để hình thành nên tổ hợp tác sản xuất na. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, tổ hợp tác đã áp dụng quy trình canh tác cây na dai theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vào tháng 8 năm 2019, Hợp tác xã Na Dai Nghĩa Phương chính thức được thành lập. Vụ na năm nay với 31,5 ha sản xuất theo quy trình Việt Gáp có nhãn hiệu tập thể, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc đã cho thu nhập mỗi hộ thành viên của hợp tác xã từ 150 đến 500 triệu đồng một năm, cao hơn 1,5 lần so với sản xuất riêng lẻ và tập quán canh tác cũ. Xây dựng được cái thương hiệu thì bà con rất là phấn khởi. Thì cái nhu cầu từ cái thời điểm xây dựng đến nay thì cái nhu cầu khách ở bên ngoài người ta rất là ưa chuộng về cái sản phẩm này. Thế và bán là cái giá nó cũng cao. Loại 1 thì cũng đạt khoảng 40-45. Hợp tác xã La Dai của Nghĩa Phương sau 1 năm thành lập thì cái số lượng cũng đã phát triển tăng thêm. Từ 50 hộ đến nay là 54 hộ. Diện tích là từ 20 hecta đến nay là khoảng 34 hecta. Chúng tôi tiếp tục sẽ ban hành cái cơ chế hỗ trợ của hội đồng dân huyện. Các cái hợp tác xã mà có diện tích mà sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì hàng năm có thể bố trí kinh phí từ 500 đến 1 tỷ đồng. Qua thực hiện chương trình MTCP2 được đánh giá là bền vững bởi những giá trị cốt lõi, thực tế đã chứng minh các tổ hợp tác xã sau khi hình thành đều phát triển vững vàng, mang lại lợi nhuận thu nhập ngày một tốt hơn cho các thành viên. Cũng chính vì thế, nhiều hợp tác xã đã thu nạp thêm thành viên mới, nguồn tài chính ngày một lớn hơn. Cùng với đó, những cán bộ nông dân được đào tạo cọ sát với thực tế đang phát huy năng lực thực hiện điều hành công việc có hiệu quả, nhiều mô hình đã được nhân rộng. Đó chính là nền tảng để các tổ hợp tác xã đi xa hơn. Mục tiêu của chúng tôi đó là làm sao mà vẫn phát huy được cái
kết quả của chúng tôi đã đạt được ở trong giai đoạn vừa qua và tiếp tục tăng cường hơn nữa, nâng cao cái nhận thức tư duy của cán bộ cũng như hội viên nông dân trong cái điều hành. Cái thứ hai nữa đó là phát triển cái cung cấp dịch vụ ở nông thôn. Đó là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến.